Giờ mình đi đang đi bộ các bạn đúng không? Đó. Bây giờ mình đang đi bộ nha, mình đi bộ đi, đi vòng vòng chơi. Tự nhiên mình đi xong đi mình quên đem cái mặt nạ. Vậy các bạn làm sao? Hả? Mình sẽ chỉ các bạn một phương pháp đặc biệt nhất, khúc mà mình phải dùng những cái mình đang mặc bây giờ sẽ làm một cái mặt nạ cho các bạn. Ok. Ok, mời các bạn theo dõi để mình làm chỉ chia sẻ cho các bạn, lỡ các bạn đi mà quên đeo mặt nạ, quên đeo mặt nạ nha, không có gì hết mà đi gặp những người mà giống như nhiều người thì ở Mỹ bây giờ họ bây giờ đang luật lệ giống như bây giờ các bạn không có mặt nạ thì lỡ gặp ánh sáng này kia nó kêu mình có mặt nạ được, thì cái phương pháp nhất là quan trọng nhất mình sẽ dùng cái áo của mình đang mặc đây, và thấy không, mình sẽ làm cái mặt nạ cho các bạn. Ok, mời các bạn theo dõi. Ok, okay. Đây là các bạn, cái phương pháp lần thứ nhất là mình phải ok mình lấy kiếm mình xuống, mình đang đeo thì cái áo này nè các bạn phải tháo ra. Ok, tháo cái gì đó, tháo vậy thôi, để vậy thôi. Ok đó. Đó, để cái hai cái dây bên này nè, bên này nhìn thấy không? Ok, để cái gì tháo cái gì cái nó ra vậy thôi đó. Ok, nó gồng cái gì xong rồi đó, các bạn lấy cái này, cái gần cổ trong đây nè, dưới này mình đeo nè, mình sẽ phủ nó như vậy. Và cái này á các bạn để lên cái lỗ tai, hai cái bên lỗ tai này. Ok, để như hai đôi tay như vậy. Ok, và mình lấy hai cái móng tay của mình đây. See? Ok, mình sẽ bịt cục lại như vậy. Ok, cái gì cho nó thẳng nó hết mình sửa nó lại, mình sẽ cục nó lại cái này nè, bạn thấy không đó, sẽ cục nó lại. Ok, kéo thẳng cục nó lại. Đây, cục cái gì sát như vậy. Ok, đó, sửa nó lại, bỏ lên cái tay của mình lại, kéo lên sửa lại. Ok, đó, biết cái này các bạn thấy bỏ vô đây, bỏ vô cái cần cổ áo mình. Ok, đó, mình thấy bỏ vô cần cổ mình. Ok, đó, mình sửa lại chút xíu, mình nón lên và đang mắt kiến lên đó. Thấy không? Đó, đó. Đó, thấy không? À, thành một cái mặt nạ. Ok, là lỡ mình ra đường cũng vậy mà cảnh sát gặp mình gì đó muốn cho mình một cái ticket 1000 thì mình đã có đồ che. Thì ở Mỹ thì đang thiếu những cái đồ mà che mặt lăn cà, thì các bạn lỡ quên đem theo thì các bạn thấy dùng như vậy, thấy không, nhanh nhẹ 1 phút cảnh sát ok, nó không làm mình được hết gì được hết, và nó không có cho mình ticket được 1000 đô, các bạn thấy không? Đó, mình đã có đồ che của mình muộn từ đây đây là nó ok. Mình dùng chỉ một cái áo mình thôi, đơn giản. Ok các bạn. Đó. Ok. Đó, giờ mình đi đi. Đó, bây giờ mình đi. Thấy không? Đi như vậy. Đó, các bạn đi bình thường. Đó, đi vòng vòng như vậy, thấy không? Không có gì hết. Đó. Cái này mình bỏ sát cái đây rồi. Đó, đi vậy thôi. Không ai nói gì mình hết. Cái thứ nhất có mắt kiến che lỡ người ta khung cho mình. Các bạn thấy không? Đơn giản như vậy thôi. Ok. Thì tới cái video này cũng tạm ngưng đây nha các bạn. Ok, hẹn các bạn những một cái video sau, những cái mình có gì tin tức. Và các bạn nhớ ai chưa đăng ký và đăng ký cái video mình, bỏ cái tâm mắt cho mình nha. Ok, bye bye các bạn, hẹn các bạn một cái video sau nha. Bye bye.